Các bạn thân mến, Xì Lầu Lầu là một xã vùng cao biên giới thuộc huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, cách trung tâm huyện khoảng 80 km. Theo tên gọi của người đồng bào nơi đây thì Xì Lầu Lầu có nghĩa là 12 tầng dốc. Muốn lên được tới đây phải vượt qua 12 tầng dốc quanh co dựng đứng hiểm trở thì mới có thể tiếp cận được. Đến nay, Xì Lầu Lầu vẫn còn là vùng đất rất ít người biết đến nhưng lại có lịch sử rất hào hùng. Sau cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới cách đây 43 năm, giờ đây vùng đất biên cương Xì Lầu Lầu đã có nhiều thay đổi, ngày càng tốt hơn. Và sau khi hỏi một số người dân thì mọi người có chia sẻ với tôi rằng là cái bản Lá Nhĩ Thằng là cái bản xa xôi nhất của xã và cũng là một trong những cái bản mà có cái địa hình hiểm trở nhất và đường đi lại rất là khó khăn. Thì như các bạn có thể thấy thì toàn bộ quãng đường nó đều là đường đất thôi và nó rất là gồ ghề, xấu xí, nó đang được sửa lại thôi. Tôi thấy phía trước thì có rất nhiều cái công trường đây này, bên trước tôi thì có rất nhiều những người thợ, người công nhân họ đang chuẩn bị làm một cái cầu rất là to vì chỗ này nó cũng bắc ngang qua một con suối ấy. Có thể là ngày xưa nó đã bị nước lũ làm hỏng hết rồi và bây giờ thì phải làm một cái cây cầu mới thì mới có thể mở đường to để cho bà con dễ dàng đi lại. Một thời gian nữa thôi thì khi mà cái cây cầu nó hoàn thành thì con đường đi vào bản nó sẽ trở nên đẹp hơn rất là nhiều. Còn bây giờ thì trước mắt mình phải leo dốc đã. Con đường họ chỉ đổ được một chút bê tông nhỏ nhỏ này thôi để một cái xe máy có thể đi qua không bị trơn, không bị bùn đất thôi. Chào hai anh em nhá. Mình đi đâu đấy? Trên bản xe nó có tí vấn đề. À, cũng lên trên bản này à? Lên lên Than Gái à? Đi chơi. À, đi chơi hả? Thế mình có phải người trong bản này không? Không. Không à? Thế xe mình làm sao? Tự nhiên nó không nổ nên. Ồ. Thế là chiếc xe máy này đi cái đường này khó quá, nó hỏng luôn nhỉ? Thế bây giờ làm cách nào để đi được? Ngồi chờ hả? À, đợi cho nó nguội rồi nổ máy lại hả? Ok, thế chúc hai anh em may mắn nhá. Bye bye. Đấy, cái đường đi nó khó quá, xe máy cũng phải ngất rồi. Trong cái suy nghĩ, trong cái định hình của mình thì cứ ngỡ rằng người Mông là những người họ sống ở cao nhất rồi, xa nhất rồi. Nhưng mà không, khi mà đến đây nhìn thấy cái bản làng của người Dao thì mình mới thấy rằng là không phải như vậy. Thật sự thì ở đây cũng là một trong những nơi sinh sống mà không thua kém gì những cái bản làng người Mông mà tôi từng đến. Duy chỉ là cái địa hình nó không phải là núi đá thôi, nó không quá là chênh vênh, nhưng mà bên này thì nó cũng rất là hùng vĩ. Em chào anh nhá. Anh đi đâu ấy? Đi đâu đấy anh? Về nhà. Về nhà à? Vâng. Anh lên đây chơi à? Vâng, sao đấy? À, em tưởng là anh là người dân ở đây. Vâng, không, em ở nhà bên kia. À, thế à? Đi lên đến bản còn xa không anh? Xa. À. Khoảng, đi vào bản từ khoảng 3-4 cây rồi. Ui, đi 3-4 cây nữa cả. Ui, đi bộ thì phải tiếng nữa hả? Đến không? Gần 3 cây rồi đấy. Ôi, dồi ôi. 3 km nữa. Ai già. Trời thì nắng nữa chứ. Nhưng dù sao thì nó cũng có một cái mặt đường như này đi còn dễ. Chứ còn nó còn là những cái con đường mòn nhỏ bé xíu nữa thì ôi thật sự là phải can đảm lắm thì mới có thể đi được ấy mọi người. Đang có tiếng xe máy đi lên thì phải. Không biết có phải là xe của hai bạn vừa nãy không, hay là một cái xe máy mới. Tôi hy vọng là sẽ là một cái xe máy mà có một người đi thôi, để mình có thể xin đi nhờ một đoạn. May mắn đây rồi, tôi đã gặp được một người dân địa phương đây, nhưng mà hình như là một chị thì phải. Nhưng bây giờ làm sao nhỉ? Chị ơi, đỗ lại em nhờ tí. Đỗ lại em nhờ tí. Chị đâu về đấy? Đi chợ hả? Hả? Đi chợ. Đi chợ à? Ừ. Chị có đèo được thêm người không? Cho em đi nhờ vào làng với. Đi được không chị? Đó. Cho em đi nhờ vào làng với. Có mẹ bà. Nha. Nha. Đó. Nha 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 nha. Nào nào nào. Chị ơi. Thôi xong. Đã bị từ chối rồi. Có vẻ như là mọi người đây đang hơi đề phòng nên là họ không cho đi nhờ. Chị ơi. Chị. Sao lại bỏ em bơ vơ giữa đường thế? Thôi. May mắn đã không mỉm cười rồi. Tôi thấy các chị còn không nghe rõ được tiếng kinh.
thôi không sao, mình đi bộ thì nó cũng có những cái trải nghiệm riêng. Có thể là không gặp người này thì gặp người khác, còn rất nhiều những cái nhân duyên nữa. Dù sao thì phụ nữ họ cũng yếu hơn, tay chân nó yếu hơn, điều khiển xe nó cũng không được tốt như đàn ông con trai. Vậy có thể đó là một trong những lý do mà các chị ấy không thể cho mình đi cùng được. Không biết là ngày hôm nay có những cái điều gì thú vị không. Những người mình gặp đầu tiên thì cảm giác như họ cũng không quá thân thiện. Vì có thể ở đây thì chưa bao giờ có sự xuất hiện của người lạ hoặc là khách du lịch, nên là họ vẫn còn hơi xa lạ, chưa quen với cái sự xuất hiện của những người lạ, và đặc biệt là những người lạ hoắc như tôi. Đó. Có thể là họ hơi đề phòng. Đây, phía này họ còn xếp những cái hòn đá lên thành một cái bức tường rất là dài. Một bức tường không quá cao nhưng mà tôi nghĩ rằng là cũng để cho cái việc đi xe nó an toàn hơn, không dễ bị mất lái, mất phanh hay là trượt trơn rồi lao xuống vực. Đường thì xấu nhưng mà đối nghịch lại thì phong cảnh rất là đẹp, nhà cửa thì cũng rất là kiên cố và san sát, sống thành một cái khu cộng đồng cư dân rất là lớn. Tôi nghĩ rằng là người Dao họ cũng là những người đồng bào dân tộc, họ có cái tính cộng đồng rất là lớn, vì vậy mà họ mới có thể ở chung với nhau đông như vậy. Chứ còn nếu mà lựa chọn một cái địa điểm để làm nhà nó cao, nó xa như này thì chắc là cũng phải có rất nhiều những lý do nữa thì mới có thể quyết định ở được những nơi như này. Đây rồi, cuối cùng thì tôi cũng đã tiếp cận được ngôi làng và đã nhìn thấy những mái nhà đầu tiên. Có lẽ đây là ngôi làng cao nhất ở khu vực này rồi. Đây là trời nắng rồi thì nó còn ấm, nhưng tôi nghĩ rằng khi mà trời lạnh, đặc biệt là cái khoảng mùa đông ấy, thì chắc chắn ở đây sẽ rất là rét. Đó, nhìn thực sự là rất ấn tượng mọi người ạ. Xung quanh thì còn rất nhiều những thửa ruộng bậc thang nữa. Wow. Đây mà vào mùa lúa thì tôi nghĩ rằng phong cảnh cũng thực sự là khiến chúng ta phải mê mẩn đấy. Chỉ tiếc là chưa tới cái mùa lúa vàng, lúa chín thôi, mới đang là cái mùa nước đổ, bà con đang chuẩn bị đi cấy. Đấy, lại bắt gặp thêm những cư dân rồi. Đi đâu chị ơi? Đi đâu đây? Về nhà. À, về nhà. Ồ, toàn là những người này khác đến đây thôi nhá, chứ chưa gặp một cư dân nào ở đây cả. Mỗi hai chị xe máy vừa nãy thôi, chưa chắc hai chị xe máy đã phải dân ở đây, người ở đây. Wow. Cảm giác như ngôi làng rất là bình yên, không hề có những cái tiếng động lớn như kiểu là âm nhạc karaoke. Bây giờ vẫn đang là thời điểm đầu năm ấy, mọi người vẫn còn đang say sưa trong cái dịp nghỉ Tết, nhất là người vùng cao. Không như chúng ta ở miền xuôi đã đi làm rồi thì ở trên này vẫn còn cái dư âm của Tết. Nhưng mà ở đây thì có vẻ như cũng rất là yên bình, không có nhiều cái sự ồn ào. Ôi, này, vừa đi vào đầu ngôi làng tôi đã thấy những cái gọi là gì nhỉ, thờ cúng hay một cái gì đấy. Đây chắc chắn là liên quan đến phong tục thờ cúng rồi. Đó, những cái hình nộm này. Cũng sợ phết đấy mọi người. Đây phải gọi là rừng thiêng nước độc rồi. À, lại có người vào rồi. Bây giờ thử xem nào, cơ duyên có thể làm quen được cô bé à, không, chàng trai nhé. Xem nào. Ồ, chị ơi, em đi nhờ tí được không? Em đi nhờ vào làng tí. Ừ. Đi nhờ vào đây được không? Được. Nhá, thì em leo lên xe chị nhá. Chị lái được không? Có hả? Ơ. Thế từ từ cho em lên đã chứ. Ơ, không đợi em à? Ơ. Why? Có vẻ là
chị không hiểu tôi muốn gì ấy, không hiểu tôi nói gì ấy. Chị cũng vâng thôi. Nhưng mà chị lại bỏ đi mất rồi, mặc dù rõ ràng mình hỏi là cho em lên xe đi cùng với. Nhưng mà không, chị không cho. Tôi đã nhìn thấy những mái nhà đầu tiên này. Cũng là nhà chỉnh tường đất mọi người ạ. Người Dao thì cũng là một trong những dân tộc làm rất nhiều những ngôi nhà bằng chỉnh tường đất. Đặc biệt là những người Dao ở những khu vực vùng cao như là Hà Giang hay là Lào Cai, Lai Châu đó. Có vẻ như con đường tôi đi đang dẫn vào một ngôi nhà đầu tiên. Wow, hầu như toàn là những công trình bằng đất, nhà cửa đất. Trong này cảm giác nó vẫn còn rất là nguyên thủy ấy, rất ít bê tông xuất hiện ở đây. Chó cũng rất là lành luôn. Rồi hôm nay cứ thử đi vòng vèo hết qua nhà này nhà khác nhé, xem mà gặp được những điều gì thú vị không. Này thì là một ngôi nhà bằng gỗ. Không phải đường cụt mà vẫn là đường đi sang những ngôi nhà khác. Thực sự cái khung cảnh này mình thấy rất là thích luôn mọi người ạ. Nó cũng rất là hoang sơ ấy, những ngôi nhà rất là thuần luôn, những ngôi nhà gỗ. Thậm chí là có cả đầu thu truyền hình nhưng mà có vẻ như là cũng hỏng rồi. Tôi đã gặp được những cư dân đầu tiên rồi, những bà cụ đang ngồi thêu đúng rồi, đang ngồi thêu trước một ngôi nhà bằng tôn. Chào các bà, chào các cô ạ. Con chào bà. Bà đang thêu à? Bà đang thêu à? Cái này là mình thêu làm quần áo à chị? Đấy. Thay vì mua những cái bộ quần áo may sẵn thì ở đây mọi người sẽ tự làm cho mình, tự thêu hoa văn đây này. Đây đều là những cái quần, cái áo rất là thủ công luôn. Nguyên một bộ thủ công luôn này. Đó. Thêu một cái bộ này hết bao nhiêu lâu chị? Một tháng hả? Một tháng sẽ được một bộ quần áo truyền thống như này. Những cái bộ như này thì bán có đắt tiền không? Bao nhiêu tiền ạ? 200 hả? 200 tiền tàu á? Tiền Trung Quốc à? 200 tiền tàu, nếu đổi ra tiền Việt Nam sẽ là bao tiền chị? Dạ? 600.000 Việt Nam à? Vậy thì đây là một bộ trang phục cũng khá là đắt đỏ. Em bé khóc. Ôi, phía bên này cũng vậy, cũng rất nhiều những người phụ nữ họ đang ngồi làm trang phục trước cửa nhà. Bên này thì là những người đàn ông. Tôi không hiểu sao nhưng mà một chú thì ngồi hút thuốc lào. Cháu chào chú ạ. Chú, vâng, cháu đi chơi. Còn một chú thì ngồi ở cái bờ rào và đang nghĩ về cái gì đấy, đang nhìn rất xa xôi. Sao chú ạ? Chú đang nhìn gì đấy? Chú đang nhìn cái gì đấy ạ? Không nhìn gì ạ? Cháu thấy chú ngồi nhìn xa xôi tưởng đang nhớ cái gì. Chào em nha. Em đi đâu đấy? Em đi chỗ kia ném nước. Ném nước á? Thế đã ném được giải gì chưa? Không được. Được à? Đi xuống ném nước không? Đi. Đi ném nước đi. Ở thế đây. Anh đang đi đâu? Anh đi ném nước. Làm gì? Đi không? Có đi ném nước không? Chán rồi bây giờ. Chán rồi á? Ừ. Thế thôi nhá. Thế anh tự đi vậy. Cái chỗ này nó cũng là một con đường này. Phía dưới là một cái vực. Ui, chị đi xe máy xuống dưới. Ui. Nói chung là khả năng đi xe của mọi người trên vùng cao thì tôi cũng không cần phải nói nhiều nữa. Quá là xuất sắc rồi. Đấy. Những cái chỗ như này nó rất là nguy hiểm này. Nó cực kỳ cao này. Xe mà rơi phát thì nhưng mọi người đi vẫn rất là tốt. Giờ thì mình đã đến một cái khu vui chơi, trung tâm của ngôi làng thì phải. Một cái bãi đất rất là rộng. Có vẻ là cũng không còn nhiều trò chơi lắm, không còn nhiều người lắm.
Em chào anh. Đi chơi Tết à anh? Ờ, bây giờ vẫn chơi nữa hả? Chưa đi làm à? Bao giờ mọi người mới đi làm? Hả? Bao lâu nữa mọi người mới đi làm à? Qua 15 à? À, thế anh không chơi nữa à? Có mà, không chơi. À, thế bây giờ hai anh đi chơi rồi đó? Về thôi bây giờ. À, bây giờ đi về à? Vâng. Chơi chán rồi à? Vâng. Rồi, em cảm ơn nhá. Ở phía bên này thì mình thấy có những cái trò chơi dân gian này. Nhưng mà tiếc rằng là không còn ai chơi nữa rồi. Cái thời điểm mình đến thì nó cũng không phải là thời điểm đông vui nhất nữa rồi. Ở đây thì cũng bắt đầu dọn dẹp dần rồi. Ở chị còn tổ chức chơi nữa không hay là nghỉ rồi? Hả? Anh có chơi nhưng mà không có người chơi rồi em. À, không có người chơi à? Vâng, hiện tại bây giờ hết người chơi. À, đến chiều có người chơi không? Cái này không rõ. Không rõ à? Tùy theo thôi đúng không? Như lúc sáng thì hơi đông. À, sáng hơi đông. Có thể đây là cái thời điểm nắng rồi mọi người không chơi nữa. Thế đi vào trong còn có gì chơi không anh? Có nhiều lắm. Nhiều mà. Cứ vào trong đấy có nhiều chỗ tổ chức như vậy này luôn. À thế à? Được rồi, ta nghe lời anh trai này mình nhận đi tiếp đi. Mặc dù cái đường đi lại phía dưới nó còn rất nhiều cái hạn chế, nhưng mà đi vào bên trong này đường rất là to này. Và có thể là ô tô đi được thoải mái. Và cũng vừa mới mở thôi, vừa mới cào đất xong thôi. À, có một điều mình cũng cảm thấy khá là may mắn trong ngôi làng này là ở đây họ vẫn được sử dụng điện lưới và có mạng internet 4G. Đó, mọi người nhìn thấy này, vẫn có những cái đường điện quốc gia rất là mạnh như thế này. Và đây rồi, tôi đã đến một cái điểm vui chơi thứ hai. Chào ông ạ. Chào các chú ạ. Mọi người không chơi ném nước nữa à? Không chơi ạ? Ngồi tâm sự với nhau thôi. Một cái trò chơi rất phổ biến ở vùng cao đó, cái trò ném những cái chai nước này này. Chào các cô ạ. Ôi, đừng chạy. Xấu xí chạy à? À, ngại à? Không có gì ngại đâu ạ. Mọi người đang ngồi thêu quần áo à? Đây, cũng rất nhiều những người phụ nữ họ thêu quần áo. Hầu như tôi thấy công việc chính của họ là may những cái bộ quần áo như này. Thấy rất nhiều người họ cũng ngại, họ cũng trốn mới quay. Mọi người còn chơi trò gì khác không? Có đuổi đuổi bên kia kìa, quay ở đây nhiều người. Hả chị? Bên kia quay đi, bên kia có người giao hát đấy. Bên kia có người giao hát hả? À? Nhưng mà đi bộ xa quá nhỉ? Lái xe thì đi mà. Hai chị đưa em đi được không? Đi chơi với em đi. Đi của mình đi. Nhá. Thôi sao lại ấy thế? Lái xe. Em đèo chị nhá. Đèo nổi không? Được, ui giời, đèo được. Được. Đi chơi đi. Đi chơi với em đi. Đi đưa em đi chơi nhá. Đi bộ xa quá, mệt quá rồi. Ở đây đoàn mới là có chồng hết rồi anh ơi. Có chồng thì có làm sao đâu. Vẫn đi chơi được mà. Chồng người ta không đi chơi đâu. À, có chồng không được đi chơi à? À thôi. Không được đi chơi với trai à? Em là em trai thôi, có phải trai đâu. Em là em các chị thôi mà. Có vẻ như mọi người sợ bị chồng đánh, chồng ghen thì phải. Là tôi thấy bà có một cái chóp mũ rất hay này. Ở phía trên thì có rất nhiều những cái dây bạc và cuốn thành một cái chóp dài như này, hình như là cuốn bằng một cái khăn mặt thì phải. Đó, một cái phong cách trang phục rất là lạ lẫm mà lần đầu tiên mình nhìn thấy. Còn là những người phụ nữ trẻ tuổi hơn thì không có cái chóp như vậy. Bây giờ cái quãng đường mà đi tít vào trong kia mà người giao hát thì còn xa quá nhỉ. Không rủ được chị nào đi, cứ sợ bị chồng đánh. Thôi được rồi, mình tự đi vậy. Tự đi cũng thú vị. Thực sự mà cái khung cảnh đấy nó quá là hùng vĩ ấy. Và cái đời sống ở đây nó cũng rất là yên bình. Mình đến mình cảm thấy là thích. Bây giờ đang gặp một đôi bạn trẻ này, thử rủ đi chơi xem có được không. Chào hai bạn nhá. Hai em đi chơi à? Hay là đang đi chơi cùng nhau hả? Em tập xe thôi. Tập xe à? À, tập xe máy. Em là người hướng dẫn à? Thế là anh bảo đi ra đầu kia có người đang vui chơi đúng không? Vâng. Thế làm sao đưa anh đi đấy được phát nhỉ? Có xa không? Hay đèo anh ra đấy một tí? Cũng được. Được nhá. Thế anh đi cùng em nhá. Ok. Tôi đã nhờ được một cậu em rồi. Mà em ăn gì mà trắng trẻo đẹp trai đấy? Dạ em vừa từ Bắc Ninh về. À, em đi làm ở Bắc Ninh à? Cuối cùng tôi cũng nhờ được một cậu em trắng trẻo đẹp trai vừa đi làm ở Bắc Ninh về. Thế là
bao giờ thì em lại đi tiếp? Em về em đi nghĩa vụ nữa, chắc em không đi nữa. À thôi chết rồi, em đi nghĩa vụ à? Vâng. À, đi phục vụ ở đất nước đã nhờ. Vâng. Xong rồi về phục vụ của mình, phục vụ gia đình sau vậy. Vâng. cái bản này thì nó có tất cả bao nhiêu hộ dân em biết không? Em cũng không rõ nữa. Trước là có 170. À 170 à? Vâng, nhưng mà bây giờ chắc nó nhiều hơn rồi. Em tên là gì? Em tên Lở. Lở à? Vâng. Em 204. Lở 204. Vâng. Lở có người yêu chưa? Rồi ạ. À có người yêu rồi hả? Vâng. Thế là đi lính như là phải xa người yêu 2 năm nhỉ? Vâng. Nó cũng là một cái thử thách đấy. Đúng không? Đúng rồi. Em đang nghĩ đến những cái điều tồi tệ nhất chưa? Rồi ạ. À cũng nghĩ là đi lính về thì người yêu lấy chồng nhá. Rồi. Có nghĩ đến rồi hả? Vâng. Cũng là chuẩn bị tinh thần hết rồi đấy. Vâng. Thì bây giờ thì phụ thuộc vào đối phương thôi nhỉ? Vâng. Họ nếu mà kiên nhẫn ở chờ đợi mình được thì sẽ là một cái kết rất là đẹp đúng không? Vâng. Còn nếu mà họ không chờ đợi được thì mỗi người lại một cái con đường riêng nhỉ? Vâng. Mỗi người một nơi. Ừ. Cũng không có gì suy nghĩ nhiều đúng không? Vâng. Mặc dù chắc chắn là sẽ buồn. Và tôi hy vọng rằng là cái chuyện tình yêu của Lở với cả bạn gái sẽ tốt đẹp. Cảm ơn anh. Ừ. Bây giờ cưới mời anh với nhá. Dạ vâng. Ôi, 2 năm nữa cơ mọi người. Vâng. 2 năm nữa mà quay lại đấy thì chắc là mọi thứ nó cũng sẽ thay đổi rất nhiều rồi. 2 năm nữa chắc thay đổi nhiều lắm. Ừ, đó. 2 năm nữa lên đám cưới Lở. Chắc đường cũng đẹp rồi. Ừ, chắc đường cũng đẹp rồi. Đây rồi, chỗ này tôi đã thấy rất nhiều người dân họ tụ tập ở đây đó. Rất nhiều những chiếc xe máy, không biết là cái khu vực vui chơi ở đâu nhá. À đi xuống dưới á. Ờ em chào mọi người ạ. Mọi người đi du xuân à? Vâng. Ô, xe máy vào được không? Có anh. Đi. Thế cứ để xe ngoài này đi nhỉ, cho giống mọi người đi nhỉ. Vâng. Ở trong mọi người đang chơi cái gì đấy ạ? Chơi hát. À chơi hát ạ. Hát đối. Hát đối giữa trai với gái. Trai với gái. À. Hát đối. Thế bạn gái anh đâu mà anh không mang đi hát đối? Và gái anh á? Ừ. Anh chưa có và gái cơ. À chưa có người yêu à? Vâng. À. Là không có người yêu. À thế tất cả chỗ này đều là thanh niên ế à? À, ế hết rồi. Có cô xinh ở đây để cô ấy ngồi một mình nhé. Đi, anh em mình đi. Để cô xinh đó đi. Để đi vào được cái khu vui chơi của mọi người thì phải vòng qua một cái con đường đất nhỏ. Tôi đã nghe thấy tiếng âm nhạc rồi. Âm nhạc của dân tộc Dao. À, nhạc của người Dao à? Vâng. Ừ. Cộng đồng người Dao thì cũng là một trong những cộng đồng dân tộc rất là lớn trong 54 dân tộc Việt Nam. Và họ cũng có những cái bản sắc rất là riêng, những cái nét đặc trưng riêng mà nhìn phát là chúng ta có thể nhận ra được luôn. Đấy. Ở đây thì để vui chơi được thì cũng phải rất là vất vả. Đi vòng vò, vòng vèo vào những con đường nhỏ như này này. Ồ, chào em nhá. Không giao duyên nhá. Không. Ôi, sao đi giao duyên gì mà con đường nó kiểu bí ẩn này nhỉ? Bí ẩn lắm. Nhưng mà ồ, đây lại một cô gái nữa. Không giao duyên nữa hả em? À, không. Đây, phía này thì cũng rất nhiều những người phụ nữ, những cô gái. Họ đang xem văn nghệ. Chào các chị ạ. Các chị không giao duyên à? Ôi, giao duyên là chui hết xuống gốc cây rồi. À, đây là con chào bà. Ồ, không đi giao duyên à chị? À đây rồi. Đây sẽ là một cái khu để mọi người hát giao duyên. Thì nó cũng khá là rộng lớn. Và là nó nằm trên những cái thửa ruộng bậc thang. Thì có hai ca sĩ đang hát thôi. Và mọi người lắng nghe. Đi xuống đấy nhá. Vâng. Cái âm nhạc này nghe cũng rất là vui tai chứ. Ở đây còn nhiều cô gái xinh không em? Cũng em không cũng, biết hả? Không biết nữa, em đi được. Em phải là, em phải tiên là không biết mới đúng. Hỏi gì cũng không biết.
cái khu vực ruộng bậc thang này khi mà không được sử dụng thì sẽ được sử dụng để làm nơi vui chơi đầu xuân. Ngoài hát tập duyên thì chắc là còn những cái trò chơi khác nữa. Thế là hoạt động nó chỉ diễn ra như này thôi à? Em dạy anh đến đây thôi nhé. Thế là em đi hả? Em về em còn lấy đồ cho bạn. Thế cảm ơn em nhé. Vâng. Rồi, chúc em năm mới vui vẻ nhé. Vâng, cảm ơn anh nhé. Hoàn thành chốt tốt nghĩa vụ quân sự nhá. Vâng. Rồi, bye bye em. Dưới này thì được bố trí rất nhiều những chiếc loa như này để mọi người có thể biểu diễn. Mình thử hỏi mọi người xem cái ý nghĩa của cái việc hát này nó sẽ là cái gì. Đây rồi, có những người lớn tuổi này. Chú ơi, cho cháu hỏi nhờ một tí. Cháu hỏi nhờ chú một tí nhá. Cái hát giao duyên này thì nó có ý nghĩa gì chú? À, chú không biết nói. Thế ai có thể giải thích được nhỉ? Đây tôi thấy chú này này. Cháu chào chú ạ. Chú ơi, cái hát giao duyên này nó có ý nghĩa gì hả chú? Không biết. Không biết à? Ông, cái hát giao duyên này nó có ý nghĩa gì hả ông? Cái gì? Cái hát này này. Mình không biết hát được. Ông không biết hát à? Không biết hát này, hát ngay. Biết hát này hát ngay, nhưng mà cháu đang hỏi ý nghĩa của nó cơ. Có vẻ như là mọi người cũng không biết. Cái hoạt động hát này thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Và mọi người sẵn sàng đội nắng để hát hò cùng với nhau thì ai biết hát thì biểu diễn, ai không biết hát thì lắng nghe. Anh ơi anh, cái hát này nó có ý nghĩa gì anh biết không? Có một số là nó biết, có một số không biết đâu. Không, không phải là biết hát mà là ý nghĩa của nó là gì ấy. Biết hát á? Không, em không hỏi anh là có biết hát hay không, mà là cái ý nghĩa của cái hát đan giao duyên này này. Không biết hát đây. Không, em không hỏi anh là có biết hát hay không. Khó nhỉ, không hát. Tức là cái này là trai với gái chưa chồng hát với nhau hay là có chồng có vợ đều hát được? Cái này hai người hát nó hát đó thì nó một người hát là nó nói ra cái gì có thì nó cái người cũng nghe được cũng biết hát chứ. Không nghe được thì nó trả lời không đúng mà. Nói chung là anh ấy giải thích mà tôi không hiểu gì luôn. Rất khó để hiểu được cái hoạt động vui chơi này nó có cái ý nghĩa gì. Nhưng dù sao thì đây cũng là một nơi rất là vui để mọi người có thể giải trí những cái dịp đầu năm. Tạm biệt nơi hát giao duyên, bây giờ tôi lại nhờ được một anh giai để đèo mình quay trở lại cái ngôi làng vừa nãy. Là một cái ngôi làng mà cũng rất là đặc biệt và có hơn 170 hộ dân sống ở trên những cái quả đồi rất là cao. Bây giờ thì mình mới thử đi vào tìm hiểu xem có cái điều gì thú vị không. Thế anh ơi, đi vào bản của người Dao thì có phải lưu ý điều gì không? Dạ. Có kiêng điều gì không ạ? Hay là cứ vào thôi? Cứ vào thôi đúng không ạ? Mọi người cũng không có sợ người lạ đâu đúng không? Vâng. Thì sợ là đang đầu năm thì có những cái tục lệ ấy thì kiêng kỵ người lạ vào nhà ấy. Không có thôi đúng không anh? Vâng, thế đi. Dạ. Trên này không lo cái chuyện đấy đâu đúng không? Và ngồi may quá thì đây là cũng là một cái vùng đất mới và một đồng bào dân tộc mới mà mình mới bắt đầu tìm hiểu thì cũng phải hỏi trước. Nhớ không vào nhà có chuyện gì thì lại. Vâng, không có cái gì cả, may quá rồi. Ông anh này thì ông ấy cũng đi nghe hát thôi, xong bây giờ ông sẽ quay lại cái con đường xấu kia để đi về nhà. Ông anh cũng ở một nơi khác đến chơi. Công nhận là ở đây chơi hội vất vả thật nhỉ anh nhỉ. đi kiểu đường thì khó, xong rồi đi xa ơi là xa. Xong thì nghe hát thì người hát hay người hát dở. Anh được hát tí nào chưa? Anh không hát à? Chỉ nghe thôi đúng không? Hình như là những cái người hát đây là đều là những người có gia đình rồi đúng không? Còn thanh niên trai tráng rồi con gái mà chưa có gia đình thì lại đi tìm hiểu nhau ở nơi khác.
thế không phải là tập trung hát hò ở đó. Đấy là cái thông tin mà tôi vừa biết. Thì mỗi lứa tuổi sẽ có một cái nơi để chơi riêng, chứ không có chơi chung với nhau. Đấy là cái mà mình cảm nhận được, đúng không anh? Đúng rồi. Như lứa tuổi trung niên của các anh thì chỉ nghe hát rồi gặp gỡ bạn bè thôi. Thôi anh cho em xuống đây được rồi. Vâng, em cảm ơn anh nhá. Em đi lên bản bằng đường này. Cái đường nhỏ này lên được bản đúng không? Vâng, em cảm ơn anh ạ. Vâng, chúc anh năm mới vui vẻ nhá. Đấy, rất nhiều những người đàn ông họ đã vui chơi xong rồi và họ đi về. Còn bây giờ thì mình bắt đầu hành trình khám phá bản làng. Lại một cái con đường đất nữa. Một con đường đất rất là dốc luôn. Tôi thấy ở vùng cao du xuân thì vất vả quá mọi người ạ. Những trò chơi dân gian thì cũng không còn nhiều nữa và cũng rất là đơn giản. Rồi đi lại rồi mọi thứ nó cũng khó khăn, rồi địa hình nữa. Đấy, nhưng mà mọi người vẫn tinh thần ăn chơi rất là cao. Đấy, con đường này thậm chí là phải đi qua một cái cầu này. Trong suốt những cái chuyến hành trình của mình thì ngôi làng này là một trong những ngôi làng mà mình ấn tượng rất là mạnh luôn. Không chỉ là về cái đi lại khó khăn mà cả là cái cách mà người dân ở đây họ vui chơi nữa. Và đặc biệt nữa là cái cách họ xây dựng nhà cửa. Những ngôi nhà ở đây thì họ cũng làm rất là san sát nhau và cũng rất là kiên cố. Nó không phải là những ngôi nhà quá là tạm bỡ. Thì điều đó minh chứng rằng là cái đời sống kinh tế ở đây nó cũng rất là tốt. Nó cũng không phải là quá là khó khăn. Còn sự thật như nào thì bây giờ cứ phải đi vào một vài hộ gia đình ở đây đã. Để xem mà có đúng như lời mình nói không. Và xem là ở đây họ sẽ làm kinh tế bằng những cái hình thức gì. Điều đáng tiếc nhất ở đây là làng thì vô cùng là đẹp. Rất là ấn tượng. Nhưng mà đường giao thông ở bên trong ngôi làng thì bở hơi tai luôn và rất là xấu. Này, để đi được đến một ngôi nhà tốn rất là nhiều năng lượng mọi người ạ. Đây rồi, mình đã đến ngôi nhà đầu tiên rồi. Ở phía bên ngoài thì họ chứa được rất là nhiều cái củi khô như này để đun nấu. Tôi thấy gia đình này phải có rất là nhiều luôn đấy. Chó lành hết. Điều đáng tiếc là không có ai ở nhà. Trước gia đình thì có một cái cây đào này, nó đang trong cái độ nở hoa bung luôn, rất là đẹp. Đây là cái giống đào phai ấy. Nhiều người thì cũng thích chơi những cái loại đào này hơn là những cái đào đỏ. Đào phai này nó cũng có những cái nét đẹp rất là riêng. Và nó đậm cái chất vùng cao hơn. Bên này thì không có ai rồi, không ai ở nhà rồi. Nên gia đình còn làm một cái chuồng heo bằng đá này. Đó, một chú heo đang ngủ. Tôi chỉ sợ là mọi người đi chơi hội hết rồi ấy, thì không có ai ở nhà nữa thôi. Rồi, tiếp tục di chuyển tới một gia đình khác xem nào. Ở một cái nơi mà tận cùng của vùng núi Tây Bắc và giáp danh với biên giới Việt Trung thì tôi thấy thì ở đây vẫn chưa có nhiều cái nét tương đồng với Trung Quốc, giống như là một vài ngôi làng giáp biên như là ngôi làng Hán Hoa tôi từng đi. Đấy. ngôi nhà này cũng vậy, một ngôi nhà chỉnh tường đất và cũng không có chủ ở nhà. Wow. Nhà cửa ở đây thì cứ làm trên những cái thoải đồi thôi. Cứ thấy chỗ nào hợp có thể cất được nhà là người dân họ sẽ làm nhà luôn. Nhiều khi cái đường đi nó không quá quan trọng bằng cái miếng đất để cất được nhà. Ui. Đấy. Ngôi nhà này, nhà còn rất là tưng bừng luôn. Chào các chú ạ.
Vâng, mọi người đang làm gì đấy ạ? À? À, đang ở nhà đấy ạ? À? À, đang chơi ạ? À? Thế mọi người không đi hát giao duyên à? Không đi ạ? À? Em hỏi tí, ở đây có tất cả khoảng bao nhiêu hộ gia đình nhỉ anh? Hai bạn thì 150 hộ đấy. 155. 155 hộ. Ừ. Và hoàn toàn là người giao hết. Người giao ở đây có cách biên giới xa không? Không xa mà. Gần. Biên giới? Trên này đấy. Biên giới ở ngay trên khu vực đồi này rồi đúng không? Đúng. Đó. Qua khu vực đồi này thì qua biên giới. Vâng. Chỗ này thì thế làng mình có một cái liên hệ gì với bên Trung Quốc không? Ví dụ như là văn hóa tương đồng hay là đồ dùng hay mọi thứ ấy, có chắc không có đâu. Không có. Mình vẫn có những cái bản sắc riêng đúng không? Đấy cháu của ai đây ạ? Cháu một cô bé giờ sinh, con ăn kẹo không? Nào. Con cầm hết đi. Đấy là cái được. Cầm hết đi con. Chú để nhiều hết. Lắm. Lấy hết đi, ăn cho nó sướng đời nhỉ. Đó. Chào chú nhá. Vâng. Thế ở đây là mọi người sẽ chơi Tết đến hết ngày bao nhiêu à? Ngày mai hết rồi. Dạ? Ngày mai. Ngày mai là hết rồi à? Ngày mai là không còn ngồi như này nữa là phải đi nương đi dẫy rồi đúng không? Đúng rồi. Rồi, cháu cảm ơn mọi người ạ. Phía bên trên ngôi làng này thì là một khoảng sân nhưng mà nó cũng không quá bằng phẳng. Nó cũng rất gồ ghề. Có một cái đặc điểm chung tôi thấy là những người phụ nữ ở đây, tôi gặp ở cái nhóm nào thì cũng thấy họ đang trong cái công việc là thêu thùa, may vá những cái bộ quần áo. Con chào các bà ạ. Ôi, cái hình ảnh này rất là đẹp này mọi người này. Rất nhiều những cái phụ nữ người giao cao tuổi và ai cũng đeo kính rồi họ ngồi làm những công việc quen thuộc của mình. Đấy. Dạ. Dạ. Bà nói được tiếng Kinh không? Không ạ? Không. Ôi, chân bà bị làm sao này? Ôi, chân bà bị làm sao mà bà... Bà phải chắc là dẫm phải gai gì đấy, nhưng mà cái cách bà băng bó nó cũng rất là thô sơ, nó rất là đơn giản và tôi thấy là còn dễ nhiễm trùng nữa. Nhưng dù sao thì chắc là bà cũng quen với cái công việc như vậy rồi. À, chú chào em bé nhá. Ôi, em bé có túi kẹo ngon thế, cho chú một cái nhá. Cho chú một cái kẹo nhá. Nhá. À, để xem nào. À, cho một cái. Cho một cái nhá. Chú xin một cái được không? Ồ, tay còn cầm một lon bia này. Xin một cái. Xin một cái. Xin một cái. À, không cho rồi. À, không cho rồi này. Thế chú cũng có nhiều kẹo lắm. Chú cho ngược lại con này. Này, cầm đấy. Này, chú để đây cho con nhá. À, rồi rồi được rồi. Thế bà cất cho cháu nhá. Chú trêu tí thôi. Đây là một cái hình ảnh mà mình thấy rất là thích, rất là vùng cao ấy, rất là đặc trưng luôn. Những người phụ nữ giao họ ngồi làm cái công việc của mình. Bên này cũng vậy, nhưng có một chú bé nữa đang đi chơi với bà. Chào bà. Ai, cháu ăn kẹo không? Này, cho cháu này. Chiu đi. Cầm lấy. Đấy, cháu cảm ơn. Nói đi thế nào. Cháu cảm ơn. Cho cháu thêm này. Cháu cảm ơn. Rồi. Con vẹt cũng hơi nhút nhát. Ôi dồi ôi, đông thế này. Ở đâu ra này. Chào các bạn nhỏ nhá. Ăn kẹo với chú không? Ăn kẹo không? Ăn kẹo nhá. Ra đây, ra đây. Đấy, chú nhiều lắm. Đội quân này chắc là vừa đi quán mua bánh kẹo gì về. Đấy. Tết thì chắc là cũng ăn nhiều kẹo rồi, nhưng mà thôi, chú vẫn còn đây này. Xin à, cháu cảm ơn. Nào, cháu cảm ơn. Cháu cảm ơn. Đúng rồi, ngoan quá. Nào, mấy đứa bé đây nó rất là xinh nhá, và mắt rất là tròn luôn. Cháu cảm ơn. Ôi rồi giỏi quá. Đây. Ủa thằng này có cái gì đây? À, đã mua được bánh rồi à? Đây, cho con thêm này. Cháu như thế nào?
Cháu cảm ơn. Cảm ơn. Rồi, ok. Những đứa bé người Dao rất là xinh xắn. Công nhận là cái cộng đồng người Dao trên này họ sống đông vui thật đấy. Rất nhiều những ngôi nhà luôn, gần 150 ngôi nhà thì tôi không thể nào có thể đi được hết tất cả những ngôi nhà ở đây được. Đấy, đây này, đây còn gia đình làm một cái xào để phơi nữa này. Đó. Và hầu như ở đây là chủ yếu là nhà trên tường đất thôi. Ôi ôi, thằng kia còn cầm cả súng à, sợ thế. Cháu đi đâu đây? Cháu có súng à? Chào em nhá, đang làm gì đây? Ở nhà à? Đây này, như gia đình này không có cái đường để lên nhà mà họ còn làm một cái bậc như này này. Đó, để trèo lên nhà. Anh ơi! À, chào anh nhá. Nhà mình có cái bậc lên nhà như này hay nhở? Nó chỉ có một cái đường này lên thôi à? Khó khăn đấy. Đấy, gia đình làm nhà vùng cao nó thế hả? Ở nhà vùng cao nó thế hả? À thế ạ. Vâng, em chào chị. Nhà mình đang có công việc gì đúng không? Không có anh ạ. Thế à? Đấy, nói chung là hôm nay là ngày dịp lễ của dân tộc ấy. Là vào nhà có mấy em đến nhà chơi. Đấy. Vâng. Cũng có chút là chung là ăn uống với em tí. À thế à? Mọi người đang ăn cơm trong nhà hả? Chưa, đang chuẩn bị ạ. À, đang chuẩn bị à? Vâng. Thế em cứ vào nhà anh chơi một tí nhá. Đi. Rồi. Anh vào đi, anh đi trước đi, em đi sau. Đấy, anh ấy đi, vào. Vâng, anh đi trước đi, anh dẫn dẫn đường cho em chứ. Đấy, đấy. Vâng. Đây rất là khó khăn anh ạ. Đấy, ngôi nhà của anh ấy thì có một cái thềm bằng đá như này đấy. Và thậm chí cái bậc thang nó cũng là bằng đá nguyên khối luôn. Thì cái này rất thích hợp để làm những cái du lịch cộng đồng, du lịch mà văn hóa, mình nghĩ vậy. Đi, đi vào nhà anh ơi. Ôi, gà cũng vào nhà thế này. Ôi, gà cũng vào nhà. Bây giờ tôi sẽ bước vào một ngôi nhà người Dao rất là truyền thống ở bên trên này. Trước cửa nhà tôi thấy có một cái chữ tàu rất là lớn nhỉ? Đúng không anh? Vâng. Đó, thì cái chữ tàu đấy có mục đích là gì ạ? Có ý nghĩa là gì ạ? Cũng là cũng trước lễ cưới hỏi này kia mà anh. Trong cái nghi lễ đám cưới đúng không? Vâng, cũng đang giữ lại kiểu truyền thống ấy. Giữ lại nó cũng chưa gỡ. Vâng, đúng rồi. Tôi thấy trên bàn này đang có rất nhiều những cái bát cơm và chuẩn bị một bát thịt. Đó, còn chị vợ thì đang chuẩn bị dọn thức ăn. Đấy, rất là ngon luôn. Đúng là vâng. Ở trong nhà thì anh ạ. Ở nhà cũng hơi tối nhỉ? Có thể là vâng. Ít ánh sáng ở nhà anh hơi kín. Đó, nhưng mà cơ bản thì những cái đồ gỗ này đều là những cái đồ rất là lâu năm rồi anh nhỉ? Cái này là gần 60 năm rồi anh. 60 năm rồi cơ ạ? Vâng. Mấy cái đồ gỗ này là 60 mấy năm rồi ấy. Vâng, 60 năm rồi. Vâng. Rất là kiên cố và chắc chắn nhỉ. Thế bên này là bạn của anh à, khách mời à? Vâng, vâng. Em chào các anh nhá. Vâng. Đang say rượu hay như nào? Đấy. Vừa say vừa nằm. Vừa say vừa nằm ạ. Là những người bạn sẽ đến chơi và chuẩn bị ăn cơm. Ở đây có món ăn gì đặc biệt không anh? Cũng chả có đâu, bởi vì là những cái mình đặc biệt ấy thì nó cũng qua cũng ấy rồi. Những cái đặc biệt đã diễn ra hết trong dịp Tết rồi đúng không? Vâng. Thì ở đây tôi thấy có một món thịt lợn là nó là rất tục, là nó lúc nào cũng có về dịp Tết này. Vâng. Vâng. Hai bát thịt lợn xào này, ở đây có cả xúc xích này. Vâng. Một món ăn hiện đại rồi, và rau cải. Cái rau cải cay này thì mùi nó rất là thơm. Đặc biệt là nói chung là chỉ có rau cải quê ấy. Vâng, đúng rồi. Dù sao thì đấy là đều là những cái thức ăn nó rất là thuần nhưng mà nó rất là ngon nhỉ. Còn em bé thì đang ngồi chơi TikTok. Ôi dồi ôi, sành điệu thế. Con 2 tuổi mà con đã chơi được TikTok rồi à? Nó là... trẻ con thì nó cũng tiếp thu được rất nhiều những cái công nghệ hiện đại rồi. Nhưng đặc biệt thì ngôi nhà của anh ấy có một cái tầm view rất là sướng mắt luôn đấy. Em chỉ nhấp môi nhẹ nhẹ nhá anh, thông cảm cho em vì em cũng không có. Anh có sợ rượu không? Em không sợ nhưng mà em không uống được. Không, nhìn cái món rượu anh sợ không? Đây là rượu gì anh? Rượu dân tộc. Nó ngâm thuốc đấy. Ngâm thuốc à? Vâng. Ngâm thuốc gì đấy ạ?
Rất là nói chung là tầm bổ sức khỏe thôi. Tầm bổ à? Ừ. Nhưng mà nó sẽ bổ cái gì anh? Bổ thận tráng dương hay là hay là bổ chẳng điều hạn như là về gan hay là về phổi này, bởi vì nó làm mắc gan phổi này kia. Nó nói chung sức khỏe mình, nói chung là mình yếu hay chẳng hạn mình uống nó tốt cho sức khỏe. Rượu lại tốt cho gan à? Mình thấy cũng biết là có đúng không. Em chào các anh ạ. Tôi cũng rất là bất ngờ bởi vì đi lang thang trong làng thì lại được vào dùng cơm với một gia đình đồng bào người Dao. Một gia đình rất là truyền thống. Chả có gì đặc biệt. Vâng ạ. Vâng ạ. Chúc sức khỏe các anh ạ, chúc sức khỏe các chị ạ. Vâng. Chị nhau được rồi. Theo lời mọi người bảo thì nó rất tốt cho sức khỏe, nhất là gan với thận thì cái này mình chưa rõ lắm bởi vì chưa kiểm chứng được, nhưng mà dù sao thì cái mùi nó cũng rất là thơm và cái màu nó thì rất là đẹp luôn. Kiểu hơi chát đấy. Đừng, hơi chát à? Thì mình ngửi vẫn thơm mà uống hơi chát. Mình ngửi vẫn thơm mà uống hơi chát đúng không? Vâng. Thì em chúc sức khỏe anh ạ. Chúc sức khỏe. Vâng. Chúc sức khỏe anh ạ. Vâng. Dạ. Chúc mừng năm mới mọi người. Dạ. Vâng. Ôi. Chát thế. Chát mà em nó bảo. Ôi cái rượu chát thế. Chị phải đánh đấy. Chị phải đánh đấy. Này. Nhưng mà rất là ấn tượng với cái tình cảm của đồng bào người Dao, nhưng mà để mà ngồi uống rượu với những người đàn ông ở đây thì nó quá sức đối với mình. Đấy. Còn có con đường để đi vào nhà anh ấy thì lại phải trèo xuống cái thang như này. Ở đây thì tôi thấy ngôi nhà này họ phơi rất nhiều những cái lá cây như này. Nhìn ở xa thì không rõ nhưng đây là cái rau cải, họ phơi để làm rau cải muối dưa ấy. Cái cải cay này làm cái món dưa muối ăn cực kỳ ngon luôn. Đó. Bây giờ thì ui nhiều chó thế. Điều đáng tiếc là rất ít những hộ gia đình họ ở nhà đây. Một ngôi nhà nữa cũng rất là đặc trưng của đồng bào người Dao. May quá cái bọn chó này nó xích rồi. Cháu chào bà. Ôi, lợn ở đây lành thế nhở. Lợn nó còn chạy ra sân và ngủ ngoài sân luôn này. Ôi, con lợn này to đấy. Đây, ba con lợn ngủ rất là ngon luôn. Chào bà. Chào bà ạ. Cháu chào bà. Anh đi đâu ấy? Cháu đi chơi. Cháu bạn đang đâu ấy? Cháu ở Hà Nội lên chơi ạ. Ồ. Ông bà đang làm gì đấy? Ông bà. Vâng. Ông bà ở nhà hả? Thế ông bà ở nhà một mình à? Ừ, một mình hết. Ở với con không? Con đi chơi là không có ở nhà à? À rồi vâng. Ờ. Ở trước thềm của gia đình tôi thấy có một cái chậu nước này. Cái chậu nước này không biết là để làm gì, như là để rửa tay thì phải. Đó. Đấy. Những chú chó này thì cũng rất là dữ. Thôi được rồi, người quen, người quen. Người quen, người quen. Ông nói được nhiều tiếng Kinh không? Cái gì? Ông nói được nhiều tiếng Kinh không? Không biết là không nhiều đâu. À không biết à? Vâng. Hai ông bà người Dao. Vâng. À vào nhà hút thuốc lào à? Thế cháu vào nhà ông chơi tí nhá. Mình cứ thử vào nhà ông chơi một tí đi. Con chó này dữ thế. Tôi thấy trong bếp ông bà đang ông bà đang nấu gì đây? Trong bếp ông bà đang đun một cái nồi nước rất to. Ông chuẩn bị nấu gì à? Bạn à nấu nước uống à? À nấu nước uống thôi. Ông mời tôi thuốc lào. Cháu không biết hút đâu. Cháu không hút cái này. À cái này nó khó hút lắm. Cháu vào nhà nhá. Vào một ngôi nhà nữa. Nói chung là cái kiến trúc rất là tương đồng nhau. Cái ngôi nhà đầu tiên tôi vào cũng vậy và ngôi nhà thứ hai cũng vậy, cũng là nhà gỗ và có một cái bức tường chắn ở phía trước và hai cái giường ở bên cạnh. Đấy. Và cũng có gác xếp. Ở phía trên thì
thấy phơi rất là nhiều ngô ở những ngôi nhà có kiến trúc tương đồng nhau. Và điều đặc biệt ấy, ở đây gia đình có làm được rất nhiều những cái thịt treo như này. Ồ, ở đây mọi người biết không, cái này nó là nguyên một cái da lợn này, cái mặt lợn này. Cái món này cũng rất là ngon. Ông, cái này ông treo để ăn hay để bán không? Cái này ông treo để ăn hay để bán? Không bán đâu. À, để ăn thôi ạ? Vâng, để ăn dần đúng không? Đó. Vào đến ngôi nhà thứ hai rồi mình có thể khẳng định là cái kiến trúc nhà ở đây nó rất là tương đồng nhau. Trừ những cái ngôi nhà mà mới xây hiện đại hơn thì chắc là sẽ không như này. Có những ngôi nhà mà có tuổi đời cao thì sẽ tương tự nhau như vậy. Đó. Thế con cảm ơn ông bà nhá. Chúc ông bà năm mới nhiều sức khỏe ạ. Vâng. Vâng. Con xin phép con lại đi tiếp đây. Vâng, con chào ông bà. Tôi nghĩ rằng là cái ngôi làng này rất thích hợp để địa phương có thể phát triển cái du lịch cộng đồng hoặc là ấy cái du lịch trải nghiệm ấy, vì rất ít nơi, rất ít cái ngôi làng mà họ có được cái kiểu như này, kiểu kiến trúc rồi đường xá đi lại nó còn thuần như này đó. Ô, chào hai bạn nhá. Hai em bé đang chơi ăn kẹo không? Trẻ con đây, tôi thấy đứa nào nó cũng chơi điện thoại. Cái điều mà mình cũng thấy cũng vừa vui mà cũng vừa lo vì chúng nó sử dụng điện thoại rất sớm. Này, cho cháu này. Cháu xin. Cháu xin. Xin cháu á? Cháu xin chứ. Sao lại là xin cháu? Cầm lấy này. Cháu xin lại nói thành xin cháu này. Cái điều đặc biệt nữa là lợn ở đây họ nuôi thả rất là tự do luôn này. À, lợn cũng rất là lành đó. Tôi có thể tiếp cận rất gần những cái chú lợn như này và thậm chí có thể cho nó ăn ít 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 thử xem nhé. Đã bao giờ các bạn thấy những cái chú lợn mà nó hiền lành như này chưa? Chưa bao giờ thấy đúng không? Nhưng ở trên này lại có những chú lợn như vậy, ít 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 đấy, rất là hiền lành luôn. À, lợn còn ăn cả kẹo này. Dễ thương ghê. À, tôi thử tiếp cận gần hơn một chút nữa xem nhé. Ô đô đô đô. Đấy, nó vẫn cho mình vào gần này. Này. Đấy. Ô chút chút. Chút chút chút. Chút 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 chút. Chút chút chút. À, hơi đề phòng thôi. Đấy, ăn đi. À, lợn ở đây quá lành luôn mọi người ạ. Chưa bao giờ gặp luôn. Bây giờ vào tiếp một ngôi nhà nữa nhé. Để xem mà có gì đặc biệt không? Mình thấy quần áo rất là mới này, quần áo của thanh niên này. Ui. Nhưng mà điều đáng tiếc là hầu như những ngôi nhà đây đều đóng cửa rồi. Tất cả mọi người đang đi hội, đi xuân rồi. Không sao cả. Nhìn cái kiến trúc bên ngoài đó mình cũng thấy thích rồi. Những ngôi nhà rất là dễ thương. Chó thì sủa nhặng lên. Thôi, người quen mà, sủa cái gì mà lắm thế. thôi, đừng sủa nữa nha. Ở đây lại thấy một vài người dân họ đang làm gì đây. Ơ, chị đang nấu gì đấy chị? À, đang nướng xúc xích à? Ơ, à, chào các bé nhá. Cái là nướng xúc xích để bán hay là để nhà ăn? À, để bán à? Ồ. Các cháu có thích ăn xúc xích không? Ăn xúc xích không? Có. Ăn không? Chú mua cho nhá. Có. Ăn nhá. À, cho em 4 cái xúc xích. Ừ. Đây, ra đây chọn luôn này. Ra đây. Tôi thấy mấy bé này cũng rất là dễ thương. Đây, đặc biệt là cô bé này. Mà cái bộ trang phục rất là truyền thống. Đây. Chú mời các bạn nhá. Mời các bạn 4 cái xúc xích nhá. Nào. Cháu cảm ơn ạ. Cháu cảm ơn ạ. Rồi, ngoan quá, rất là giỏi. Các bé ở đây thấy nói tiếng phổ thông rất là tốt. Đấy. Đây là con trai, con gái nào? Con trai. À, con trai. Cái mắt của bạn ấy rất là đẹp. Đấy, cháu học lớp mấy rồi? Lớp 5. Lớp 5 rồi hả? Ôi dồi ôi, lớp 5 mà có vẻ hơi nhỏ ấy nhá. À. Thôi các bạn ăn đi. Chú mời các bạn. Đấy. Ngon quá, đang đúng buổi chiều nữa. Rất là đói. Em gửi tiền với. Em gửi tiền với ạ. À? Chị kinh doanh cái xúc xích nướng này lâu chưa? Chưa lâu, chỉ dịp Tết mới bán thôi à? Ừ. À, còn hết Tết thì mình lại đi làm công việc khác đúng không?
Điều thú vị mà tôi thấy rất là thích thú ở ngôi làng này, những chú lợn đấy, nó cực kỳ hiền lành luôn này. Đây cũng là một con lợn phải cỡ 70-80 cân rồi, nhưng mà nó không hề có sợ người lạ. Cảm giác như những con vật đây nó thành bạn của mọi người đây rồi đó. Chưa bao giờ mình có thể tiếp cận được gần một chú lợn như này. Đấy, ngủ rất là ngon luôn. Bên trên này là gà ngan qué rồi mọi thứ. Nói chung là một cái ngôi làng rất là bình yên mọi người ạ. Bình yên đến kiểu nao lòng luôn đấy. Mọi thứ đều hiền lành ấy. Đó. Chỉ có chó là hơi dữ. Chỉ có chó là hơi dữ. Thôi được rồi, thôi. Thì mãi tôi mới gặp được những nam thanh nữ tú ở đây. Chào các em nhá. Chào anh. Em có phải người làng đây không? Vâng. Thế à, em đi đâu về đấy? Em đi chơi về. Ủa, em có mái tóc sành điệu đấy. Thế mà thanh niên ở đây tôi thấy ăn mặc rất sành điệu này. Đó. Thế là đang theo đuổi hai cô bé này hay là hay đi chơi cùng nhau? Không phải, là anh em thôi. À, em gái thôi à? Vâng. Thế bạn này thì bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 15 ạ. 15 hả? Dạ vâng ạ. À, thế là ba đứa đều là anh em thôi à? Vâng. Chứ không phải anh em ruột. Không phải anh em ruột đúng không? Vâng. Chứ không phải là đang hẹn hò nhau đâu đúng không? Vâng, không ạ. À, đi chơi thôi. Thế trong làng còn nhiều con gái xinh như bọn em không? Có, ở dưới này vẫn có. Có à? Vâng. Ôi giời, anh đi mãi chả gặp con gái xinh ở đâu mà. Chắc là do hôm nay anh hơi ế tí. À, anh hơi ế hả? Ôi giời, không có duyên rồi. Thế em biết chỗ nào nhiều con gái xinh đưa anh đi chơi được không? Chắc giờ thì chắc là đi về nhà làm việc nhà hết. À, giờ về làm việc nhà hết rồi à? À, chơi có thời gian thôi đúng không? Vâng. À. Chắc là ngày mai có ấy. Ngày mai lại có à? Vâng. Ngày mai vẫn là già, ngày kia. Ngày kia nữa hả? Ờ, nói chung là con gái người Dao thì rất xinh xắn đấy, thậm chí hai cô bé này như vậy có một cái những cái nét mà mình thấy cũng rất là đáng yêu đó. Thế các anh em đi chơi đi, vâng. Anh đi chơi đi, khám phá bản làng đi, tìm những cô gái xinh đẹp mà không, vâng, có thấy cô nào hết. Có mấy đứa ở dưới này vẫn chưa về. À thế à? Vâng. À thế à? Ok, thế cảm ơn các em nhá. Vâng. Anh đi cẩn thận tí lên nhà em. Ờ, thế cái đường này ra được đường to phía dưới không? Được. À, bye bye, bye. Trên đường về thì cái đường nó đi quá xa nên phải nhờ một anh địa phương ở đây thuê ấy, thì anh ấy chở tôi về. Và tôi cũng muốn hỏi anh một chút là anh ơi, ở đây ấy, sao cái đường này họ không làm đường đẹp nhỉ? Cái này là bởi vì là đường xa xôi thì nó ngày xưa là lúc trước là cái công trình về làm máy xúc là làm đầu thông rồi, nhưng mà dân là có mỗi hộ dân là nó không đồng ý cho đào qua, thì bây giờ nó thì lâu được mấy năm rồi nó chưa làm. Nếu mà năm nay thì nó chuẩn bị vào làm, nhưng mà cái đoạn này thì nó chưa được làm, nhưng mà làm cái đoạn ở bên mỏ xì sang kia thì nó giải hết rồi. Thế cái đường ở trong làng ấy, cái đường ở trong bản ấy thì sao lại khó đi, nhà xấu nhà sao mọi người lại làm nhà cao thế? Thì đấy là đường xấu, nhưng mà cũng là trong bản mình giúp đỡ nhau, một người giúp đỡ một người thì nó cái gì bẩn lìu các thứ là toàn chở đến bên ở bên ở dưới đường thì lấy cái xe máy chở vào trong bản làm thôi mà. Có vẻ như anh cũng chưa hiểu câu hỏi của mình. Ý của em là những cái đường mà đi từ nhà này sang nhà kia ấy thì rất là dốc và xấu ấy, thì sao mọi người không làm bê tông đi cho nó đẹp? Bởi vì là cái đấy là thì dân thì nó không đoàn kết thì chưa có đường đẹp thì nó xí các thứ nào thì nó có chở xí các thứ làm thì nó cũng vất vả ấy. À, thế là vẫn chưa có sự thống nhất đoàn kết giữa mọi người với nhau đúng không? Đúng rồi. Để, con đường đi lại trong làng dễ dàng hơn. Trong làng nó dễ dàng hơn thì nó cũng, bởi vì là tại vì là đường cũng là xấu, nhưng mà chở cái vật liệu các thứ vào thì nó cũng là khó chở thì nó dân mình thì không làm ấy. Nói chung là vẫn chưa có tiếng nói chung nhỉ? Đúng rồi. Đó. Không phải là không đoàn kết mà là chưa có tiếng nói chung, chưa tìm ra được cái phương án nó tối ưu. Thế ở đây thì em thấy các gia đình cũng khá là có điều kiện kinh tế ấy. Thì mọi người làm những cái gì để ra tiền đấy?
đây thì tiền thì chẳng có cái gì làm cả, chỉ ở trên dùng thì đi trùng tí quả thảo các thứ thôi, nhưng mà đây thì toàn làm nương làm dược ăn thôi. Vâng. À, có trồng thảo quả à? Vâng. À, đây cũng là một vùng đất mọi người trồng thảo quả. Thảo quả thì là một cái dược liệu. Đúng. Cái gia vị ở Trung Quốc thì được mệnh danh là nữ hoàng của gia vị ấy. Ở vùng núi phía Bắc thì trồng có rất nhiều những cái cây đó, cái cây mà có giá trị kinh tế rất là cao. Ngoài trồng thảo quả ra và ngoài làm nương rẫy thì thanh niên trong làng ấy thì cũng đi làm ăn xa, đi làm thuê hết rồi. Vâng. Đi ở những thành phố ấy. Toàn những người trẻ tuổi thanh niên thì đi học về thì toàn đi làm rối xuôi làm ăn, đi kiếm công ty làm. Vâng. Như anh thì có đi công ty không? Đi được 2 năm rồi không đi, nhưng mà năm trước thì cũng đi 1 năm rồi. Vâng. Bây giờ thì còn đi nữa không? Sắp chuẩn bị đi rồi ạ. Thì muốn chuẩn bị đi nhưng mà bây giờ thì con ở nhà bé quá, nhưng mà cũng phải làm dưỡng, làm nương các thứ thì à, rồi, okay. Chưa chuẩn bị. À, thì thông qua anh thì tôi cũng hiểu thêm một chút về cái làng này và lý giải vì sao mà cái con đường nó còn đi lại quá khó khăn như vậy. Thì do mọi người vẫn chưa có được cái tiếng nói chung nên là vẫn còn rất nhiều cái hạn chế để đi lại. Ôi, quá khó để đi. Đường là xấu. Tôi ngồi sau ấy mà còn căng thẳng hơn cả anh đi đèo. Ngày mai thì cái chuyến hành trình của mình cũng khá là dài rồi. Đến cái thời điểm này thì bản thân mình cũng thấm mệt rồi. Cũng rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi mình đến tận những cái giây phút này. Trang nghĩ rằng là có thể là khi mà xem đến đây thì mọi người cũng đã mệt lắm rồi, bởi vì mình nói quá là nhiều, nói từ đầu đến cuối, nói không nghỉ. Thì đó, thì cũng rất là cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn kiên trì đồng hành cùng Trao. Đó, thì thông qua video này thì cũng mong nhận được những cái sự góp ý của mọi người để mình càng ngày mình càng hoàn thiện bản thân mình hơn, để mang tới cho mọi người những cái thước phim nó hấp dẫn hơn nữa. Và đặc biệt thì nhân dịp đầu xuân năm mới thì Tao cũng xin gửi lời chúc tới tất cả quý khán giả một năm mới an khang thịnh vượng, một năm mới thành công hơn nữa, rực rỡ hơn nữa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã luôn luôn đồng hành cùng Tao Vlog. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những cái chuyến hành trình tiếp theo. Ôi mệt quá.